Ok, hai cả nhà, chào mừng cả nhà đến với kênh Review Tools ha. Thì như trên màn hình các bạn thấy là mình đang chơi game Grim Soul nha. Một thể loại game nhập vai nha các bạn. Bây giờ để tìm ngoài này. Này cũng như cái mỏ vàng người ta. Live. Đây là tủ đồ nha các bạn. Khi mặc vào nè, sắm được cái kiếm nha các bạn. Cái này nó cũng tương tự như game MU hay game Diablo đó các bạn. Các bạn đi đánh với vật chúng ta lụm đồ ha, nâng cao cái kỹ năng. Mình coi có cái gì nữa đây. Đây hết. Thì khi mà chơi thì các bạn nhớ những cái mũi coi, theo dõi những cái mũi tên xanh ở trên màn hình nè. Những cái nơi mà chúng ta cần phải đi hướng theo và đi theo nhiệm vụ nha. Store, cái gì đây? Này là bản đồ của nhiệm vụ các bạn. Ta theo những cái hướng mũi tên xanh trên cái map góc bên trên phải màn hình đấy nha các bạn. Đây nè, những cái mũi tên này nè. Các bạn di chuyển theo thì có những cái vật dụng mà chúng ta cần phải làm nhiệm vụ theo nè. Một miếng lót nè. Cái gì đây? Vật phẩm ha. Store cái này quay nhưng mình nâng cấp cái bú lên sao cái rìu vậy nè các bạn. Đây có quá hay nha các bạn. Ok, mình đã qua vùng khác ha. Lắm quá ha các bạn ơi. Ok, bên miền đất này rất là nhiều quái nha, cả chó sói nha ha. Rồi, một level đã up. Coi có cái đồ gì mang được không? Gần mất máu rồi các bạn, ăn thử cái này coi. Lên mana. Tức là các bạn phải đi diệt quái rồi nhặt vật phẩm nha. Ok, tất cả lấy hết đi các bạn. Như cái túi đồ mình nó bị full, đang bị quái đánh nè. Ok, thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn tên game trên CH Play nha các bạn nha. Các bạn có thể tải về và tham khảo thêm ha. Ok, và đây là tên của game trên CH Play nha các bạn. Grim Soul Dash Survival ha, RPG ha. Game có hơn 10 triệu lượt tải xuống nha. Thì cái phần chia sẻ ứng dụng game Grim Soul trên smartphone Android mình tới đây kết thúc ha. Rất mong được các bạn quan tâm và ủng hộ kênh.